Truyền thông phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Chủ nhật, ngày 15 tháng 9 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, mở đầu điểm tin hôm nay, thầy Nguyễn Tấn Thanh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cha từ yêu thương cho không, thông tin một số việc liên quan đến hoạt động trọng tâm tại phòng khám trong thời gian qua, cũng như những nhiệm vụ tới. Kính mời cộng đồng theo dõi. Cái thứ nhất là nói về cái cơn bão vừa qua, cái siêu bão Yagi đã đổ bộ vào miền Bắc của nước ta, thì ở miền Nam mình thì chịu ảnh hưởng ít thôi, nó không nhiều giống như các bà con người dân ở miền Bắc, thì chúng ta góp lời cầu nguyện, ai ở đạo nào thì mình góp lời cầu nguyện đạo đó để hướng tới những người dân miền Bắc, mà mong sao cho các cô các bác ở miền Bắc được bình yên cũng như là tai qua nạn khỏi và sớm trở lại với cuộc sống bình thường đó. Là cái điều đó là mình phải cố gắng mình đọc kinh cầu nguyện thêm. Và cái thứ hai là đối với bản thân của từng bệnh nhân á, thì trong những ngày bão đó thì thời tiết trời lạnh cũng gây ra khó chịu cho bệnh nhân, cho nên là quý người nuôi á, cố gắng mình giữ ấm cho bệnh nhân nha. Mình cố gắng chuẩn bị những cái áo ấm, găng tay, vớ, bao tay để giúp cho bệnh nhân không có bị lạnh. Và thứ hai nữa là khi mà mình di chuyển từ nhà trọ qua phòng khám á, thì cũng có thể sẽ rất dễ mắc mưa. Có thể là đi khám bệnh thì mình sẽ không bị, nhưng mà khi khám xong mình về thì mình có thể là mình sẽ bị những cái cơn mưa đó. Cho nên là rất dễ bị cảm. Tại vì sức khỏe nhiều khi cũng mình trong người mình yếu yếu là mình sẽ bị cảm. Cho nên là cố gắng giữ sức khỏe giùm con. Với những cái đôi giày đôi dép á, mình thấy mình mòn quá thì người nuôi đổi đôi dép khác, đổi đôi giày khác, nó có độ bám cao quá để khi đó mình đi không có bị trơn trượt. Con rất là sợ trường hợp ví dụ như mình di chuyển, mình đi vô phòng khám hoặc là mình đi ra toilet hoặc là mình đi trong hành lang của cái dãy nhà trọ đó, có khi bị trơn trượt mình ngã thì nó rất là không hay. Cho nên là cố gắng lưu ý giùm con cái đó. Mình nhớ đem theo áo mưa nha, tại vì lúc này là mưa suốt rồi. Và một cái nữa là con nhắc về vấn đề an toàn giao thông. Thì như thời gian vừa qua đó, thì tụi con cũng có nhắc nhở quý bệnh nhân là mình khi mà tham gia giao thông, bất kể là mình đi từ phòng khám về nhà trọ, nó gần thôi, có vài trăm mét thôi, nhưng mà mình đã ra đường mà mình leo lên xe là mình phải chấp hành. Có nghĩa là mình đừng nghĩ phòng khám với nhà trọ gần nhau là mình không đội mũ bảo hiểm là không được nha. Bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm vì sự an toàn của chính mình và của những người xung quanh nữa. Tại vì cũng có trường hợp là mà không đội mũ bảo hiểm rồi đi ra ngoài lộ đó, rồi bị xe mang, phải nằm viện, thì đó là cái điều đó là không có hay. Cũng đã từng xảy ra rồi, bệnh nhân sơ suất, có nghĩa là không đội mũ bảo hiểm, xong ra đường rồi gặp chiếc xe ta không có kiểm soát được cái tốc độ á, người ta mang, như vậy thì té xuống là phải đi bệnh viện. Tại vì có thể là mình không có mũ bảo hiểm thì rất là khó. Cho nên là quý bệnh nhân lưu ý nha, bệnh nhân và người nuôi, hễ mà mình tham gia giao thông là mình phải đội mũ bảo hiểm. Thời gian vừa qua thì ở bên Ủy ban Nhân dân xã có báo cáo với phòng khám, chứ có yêu cầu phòng khám là nhắc nhở quý bệnh nhân. Tại vì cái chuyện này thì nó cũng diễn ra thường xuyên, cho nên cố gắng. Nhưng mà tụi con cũng có thông báo rồi, mà vẫn có một số trường hợp là đi tới gần tới phòng khám, rồi người nuôi thả bệnh nhân xuống, tự đi bộ vô. Có nghĩa là không đội mũ bảo hiểm, nhưng sợ tụi con rầy, tụi con không có phát phiếu khám bệnh, thì đi gần tới phòng khám, đầu đằng đẵng á. Rồi bắt đầu người nuôi thả bệnh nhân xuống, rồi đi bộ vô, giống như là bệnh nhân đi bộ từ nhà trọ qua phòng khám vậy đó. Cái đó là qua mặt tụi con là không được. Cái vấn đề nằm ở chỗ tụi con đang muốn cho quý bệnh nhân và người nuôi an toàn và mình chấp hành đúng giao thông, chứ không phải là trong phòng khám là cứ hãy nhìn thấy phòng bệnh nhân bước tới, người nuôi bước tới là cái mũ bảo hiểm, mà là mình an toàn cho chính mình.
Tại vì trong thời gian sắp tới mà nếu như mà cô bác mà không chấp hành thì mà để cho vi phạm mà giao thông các ban ngành chức năng họ lập biên bản họ phạt mình thì phòng khám sẽ ra cái biện pháp nặng hơn là trả những hồ sơ của bệnh nhân vi phạm đó về là không chấp nhận chữa. Bởi vì tụi con ở đây là giúp cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không, và mình phải làm bất cứ những cái gì mình đúng trong cái phần chuyên môn của mình, cũng như là đảm bảo an toàn giao thông và trật tự tại địa phương. Tại vì khi mà cô bác bệnh nhân tới đây là địa phương phải lo lắng quản lý mình và phải giữ gìn an toàn trật tự và rác thải sinh hoạt đồ các thứ nữa, nên thành thử ra cô bác phải chấp hành. Nếu mà không chấp hành thì phòng khám thì sẽ bị mời ra ngoài kia và phải mình phải có trách nhiệm. Cho nên thì con, trách nhiệm của tụi con là nhắc nhở, nhưng mà nếu mà mình cố tình mình vi phạm thì tụi con phải từ chối, để cho phòng khám mình, tất cả quý bệnh nhân ở đây mình phải theo đúng trật tự. Chứ mình không được cố ý, mình làm như vậy là mình sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình và người khác nữa. Cho nên lưu ý giùm con nha. Ví dụ như là những trường hợp sắp tới mà bị công an giao thông thổi phạt và báo cáo danh sách về đây, tụi con sẽ từ chối, chứ tụi con không cho bệnh nhân tới xin tôi không biết, tôi lỡ phạm hay gì đó là không được nha. Tụi con nhắc rất nhiều lần cái chuyện đó rồi mà cố tình vi phạm, cái đó là do mình không có được chủ quan. Về con đường thì như dự kiến của nhà đơn vị thi công là trong khoảng 15 ngày là con đường sẽ hoàn thành và bàn giao. Nhưng mà do thời gian vừa qua cơn bão cho nên là mưa cũng thường xuyên, nên là nó cũng gián đoạn một số thời điểm. Thì đợi tới khi mà nắng ráo lên thì sẽ đổ nhựa. Mà cũng nhờ đó cũng hay chậm chậm một chút, để ra đường mà có mưa như vậy á, mặt đường nó cũng dễ. Thay vì các bên đơn vị thi công phải tưới nước cho mặt đường thì mưa như vậy nó tốt hơn. Cái chỗ nào mà lồi lõm thì có thể giảm giá lại, còn những cái chỗ mà nó bằng phẳng rồi thì xe chạy ngang chạy qua chạy lại nó cũng dễ xuống. Thì khi đổ nhựa lên nữa thì sẽ con đường nó sẽ chắc chắn hơn. Cho nên là nó có hơi chậm một chút, nhưng mà dù sao đi chăng nữa con đường này nó cũng bền vững, mình đi hoài thì nó chậm chút cũng không sao. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, phòng khám tra từ yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại tỉnh Trà Vinh, có một cơ sở y tế nổi bật và đầy nhân ái. Đây không chỉ là nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí cho những bệnh nhân cần giúp đỡ, mà còn là biểu tượng của tình thương và sự tận tâm trong lĩnh vực y học thảo dược. Gần đây, phòng khám đã tiếp nhận bệnh nhân ung thư hạch Phạm Thị Lệ, 68 tuổi, đến từ tỉnh Vĩnh Long. Bà Phạm Thị Lệ, như bao bệnh nhân khác, đã tìm đến phòng khám tra từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, với hy vọng và niềm tin vào phương pháp hỗ trợ điều trị bằng thảo dược. Một di sản quý báu được gìn giữ và phát triển từ tâm huyết của cố linh mục nhà nghiên cứu Chavero Nguyễn Văn Tường. Chavero Nguyễn Văn Tường là một người tiên phong trong việc nghiên cứu và ứng dụng thảo dược trong hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Với lòng yêu nghề và sự đam mê không ngừng nghỉ, Ngài đã xây dựng một kho tàng kiến thức vô giá về các loại thảo dược có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư và duy trì sức khỏe. Di sản của Ngài không chỉ là những công trình nghiên cứu mà còn là niềm tin và hy vọng cho những bệnh nhân ung thư đang chiến đấu với bệnh tật. Phòng khám tra từ yêu thương cho không thì các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí không chỉ tiếp nối di sản của Chavero Nguyễn Văn Tường mà còn không ngừng mở rộng và phát triển vườn thuốc của mình. Những năm qua, phòng khám đã không ngừng tìm kiếm và đưa vào ứng dụng nhiều loại thảo dược mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bệnh nhân và cộng đồng. Đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám với sự tận tâm và chuyên nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ và chăm sóc cho từng bệnh nhân ung thư với sự ân cần và trách nhiệm. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và tình thương chân thành, phòng khám
Cha từ vệ sinh cho không được thầy mới hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, đã trở thành một nơi đáng tin cậy, là điểm tựa vững chắc cho những bệnh nhân ung thư. Đối với nhiều người nơi đây không chỉ là cơ sở y tế, mà còn là ngọn đuốc soi đường, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin vào cuộc sống. Chúng ta hãy cùng chia sẻ và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp mà phòng khám cho từ ung thư cho không được các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí mang lại, để tiếp tục duy trì và phát triển những di sản quý giá này, đem lại ánh sáng và hy vọng cho nhiều người bệnh nhân ung thư hơn nữa. Xin trân trọng. Dạ thưa cô có thể cho con biết là họ tên đến từ đâu? Dạ, tôi đến họ tên Phạm Thị Lệ, năm nay 68 tuổi, đến từ Vĩnh Long. Cô có thể cho biết là cái triệu chứng bệnh của mình như thế nào, rồi đi bệnh viện nào, họ tư vấn bị như thế nào cho cô? Dạ, cái lúc đầu thì đầu năm khoảng tháng 2 đó là bắt đầu nó điếc đủ tay chứ. Điếc đủ tay rồi mới đi qua bên Cần Thơ á, Trung ương Cần Thơ chị của cái nổi bú luôn đó, nổi hạch rồi bác sĩ cứ mổ mà tôi không mổ. Rồi về còn cái đi qua bên SA nữa, SAS đó, rồi bác sĩ cũng nói là hạch không có sao. Rồi thôi về, mà sao tôi thấy càng ngày nó càng nhiều. Em mới đi trở về Vĩnh Long á, thì khám thì đa khoa nói là bị hạch hoại tử, lấy sinh thiết thôi chứ, là hạch hoại tử. Rồi có xuống với thầy nè, xuống với thầy đây, rồi thầy nói là coi như là chưa có đầy đủ, thành ra thầy kêu đi chợ gãy đó, đặng đi khám lại rồi hãy trở xuống. Rồi tôi đi khám lại thì lên chợ gãy cũng đòi mổ nữa mà tôi không mổ, thành ra cái kết quả không biết sao rồi không dám điện cho thầy. Rồi bữa nay mới xuống thầy đó, nhờ thầy giúp đỡ. Được biết đó, là cô cũng theo dõi kênh của cha nhiều. Vậy thì cô có thể cho biết đó, là mình sau khi mình xem cái kênh đó, rồi mình hiểu biết gì về cái cách phương pháp hỗ trợ điều trị đây không? Dạ, biết theo dõi cũng lâu rồi mới xuống á. Coi như xem của cha cái lúc mà hồi cha đợt đầu á, cái lúc cái nhà trọ mà hình như còn ở trong đất này á, là xem lâu dữ lắm rồi. Rồi sau thời gian cha nghỉ đó rồi mới thôi, rồi bắt đầu làm trở lại là theo dõi cha từ đó tới giờ, tới cha mất đó, rồi tới bây giờ luôn, coi như xem mỗi ngày. Khi xem cô hiểu được cái gì trong nội dung cái phương pháp điều trị? Dạ, hiểu. Tôi bị bài tỏ. Dạ, bị theo dõi thầy đó. Hiểu về cách phát đồ ở đây dạ, như thế nào? Dạ, có hiểu cách ăn uống theo phát đồ ở đây thì được chấp nhận mới đi theo. Cô có thể đánh giá chung về cái, tức là mình có nhiều cách phát đồ để hỗ trợ điều trị ung thư này nè, thì cô thấy cái phác đồ đây như thế nào và cái đánh giá của cô chung về cái hiệu quả ra sao vậy? Dạ, theo như tôi thấy thì nó tốt, nó hiệu quả cao đó, bởi vì tôi theo dõi mỗi ngày thì thấy nó tốt, thành ra tôi đi bên đây y tôi mới không theo, mới về theo bên thuốc nam. Dạ, hoàn cảnh thì tôi hồi nào giờ tôi sống độc thân có mình chứ. Độc thân có mình à, rồi hôm đó xuống một lần đó rồi cũng nhờ người đi nuôi mà thành ra cũng không được, thầy nó cũng nhận nhưng mà cái người nuôi mình nhờ lâu không được. Rồi thành ra nói cũng cha thầy nói cũng chưa có nhiều, thành ra đi về đi khám chợ gãy đi rồi hả trở xuống. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa.
bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn do bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi chúng con phục dưỡng rồi, tâm tình mà cha thăm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi, cha dặn do bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi chúng con phục chứng rồi, công tình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Tri ân Chúa cả qua bao nỗi gian.
hồn con bao lần chơi vơi lầm mê trong đường tội lỗi. Nguyện cầu Chúa hãy đôi thương chờ che và dìu dắt giúp sức con ngày đêm, tràn hồng phúc dẫn bước con bình yên luôn tiến hành. Chúa ở lại thôi Chúa ơi, ở lại thôi Chúa ơi, vì ngày đã sắp trôi qua rồi, hoàng hôn đã xuống ngang lưng đồi, mà đêm sắp phủ vây khung trời, ở lại thôi Chúa ơi. Con cần Chúa ở cùng vì dương gian đầy u tối, và trong gai đầy muôn nơi nguyện thương đưa đường dẫn lối. Ngài là chính ánh sáng luôn tỏa lan, hằng rọi chiếu giữa bóng đêm trần gian. Ngài mở lối dẫn bước con bình an nơi thế trần. Cần Chúa hiện diện và khơi lên một niềm tin để con luôn được chung kiên nhiệt tâm trong đời dâng hiến. Lòng thề hứa mãi bước theo Ngài. Truyền thông phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.